cái cúp 125 màu đỏ đẹp quá anh em. Em mới về con xe này thì anh em ta đăng ký rồi. Xe này người ta đóng thuế giấy phố 5% rồi luôn đó. Nhưng mà câu bình đổ xăng này ta chưa anh em ha, chưa câu bình, chưa đổ xăng. Này mút nó khóa nè. Chưa câu bình, chưa đổ xăng nha anh em. Đẹp lắm anh em. Cái màu đỏ này hiện giờ nó đang hot nữa anh em. Này đời 21. Màu đỏ này hiện bây giờ, hiện tại giờ nó đang hot đó. Bởi em cũng khoái quá. Chia sẻ anh em về chơi. Con này màu đỏ này bữa nay thấy xe mới là anh em đăng bán, hình như là thấy hình như là 110 mấy rồi đó. Đó anh em. Hầu như là vậy đó. Còn màu màu xanh bích với cái màu khác thì như là thấy có 104 rồi. Dòng cúp này bữa nay nó cũng lên rồi đó. Nó nhỉnh lên rồi đó. Anh em ta chơi nhiều. Tại vì do cái thông tin, tháp nghĩ là do cái thông tin đó, do thông tin ngày 1 tháng 1 năm 2025 á anh em. Cái vụ mà đo đạc giám định khí thải gì đó. Tháp nghĩ do là ảnh hưởng bởi thông tin đó, thành ra mấy cái dòng xe mà hiện đại á, cái dòng xe chất lượng với dòng xe hiện đại á đạt chuẩn ba cái khí thải Euro 3, Euro 4 á. Vì đó nó nhỉnh lên đó. Em nghĩ là vậy thôi. Cái đó là cây đón riêng của anh em ha. Nhưng mà nó không có không có gành hung nữa. Đặt nhãn năng lượng. Mấy cái này anh em chơi an tâm. Ví dụ sau này nó có giám định mấy cái chất lượng, giám định kiểm tra chất lượng khí thải này kia rồi mình không có bị ảnh hưởng. Cái này hôm chuyển về bị mớp nhẹ cái bị bô. Nhà vừa bị bô, em cũng có quay cũng có báo anh em nha. Anh em mà có nhận xe thì có gì đó thì mua lên em. Cái che bô này anh em mua ở hãng cũng có, hoặc là anh em mua trên hội cũng có ha. Anh em lại hãng, ví dụ lại hãng thì nó không có để anh em đặt đó. Anh em đặt nó anh em phải dằn cọc đó, ví dụ dằn cọc như giới thiệu phần trăm đó rồi nó mới đặt cho anh em. Chứ có chừng anh em. Anh em ở thành phố lớn thì không phải đặt. Thành phố nhỏ này kia rồi gì phải đặt. Còn thành phố lớn này nó có bán hết. Ví dụ như Long Xuyên, Sài Gòn này kia rồi nó có đủ. Nó có đủ. Còn hoặc là anh em lên hội mua. Lên hội 125 nè. Lên hội các hội cúp 125 luôn. Mấy cái cúp nó có cho anh em ha. Màu đỏ đẹp lắm đó. Anh em dọn ngoài nó tươi đỏ lắm. Thời thì hót màu xanh xi măng, rồi thời hót màu đỏ, mà nó ngay ra màu nào cũng đẹp. Mà màu đỏ nãy giờ bà xã đi ra vô chích cách hoài, nói phải xe nè mà nó xe lướt nó lăn bánh rồi mình lấy mình chạy phái lắm. Con này thì giá bán anh em 95 cũ nha, 95 cũ. Con này thì anh em thép nó là anh em nhập rồi đó, ta đóng thuế 5% giấy phố rồi đó. Nó mình về mình nó tốn cái khoản đỡ tốn khoản nó dữ lắm ha. Anh em mua về cũng nhẹ phần đó. Là bán cho anh em 95 cũ là cả hồ sơ cho anh em luôn đó. Bao hồ sơ cho anh em luôn. Anh em nào cứ nghiên cứu. Đó, nghiên cứu thị trường giá cả các kiểu. Thấy hợp lý thì ủng hộ em nha. Đó. Còn vụ mắc rẻ thì nó do thị trường thôi. Chứ hôm em bán cúp xi măng có 87 cũ. Chưa xuất hóa đơn luôn đó. Cúp xi măng đời 2023 màu xanh xi măng. Còn màu đỏ này hiện giờ đang ấy là đó anh em, đang anh em ta đang chơi màu này là nó có giao lưu bù trừ, có thu cũ đổi mới và có thu cả những cái xe mà anh em chán cái gì đó ha, cứ gửi vào cái Zalo trực tiếp cho em đó. Anh em nào giữ xe nhà là không có xài nữa hay là muốn đổi gì đó thì cứ gửi vô cái số 0976663344 cho em. Đó, cái Zalo số đó của em đó. À.
chút nữa em sẽ để thêm ở trong cái phần bình luận ha, cái số Zalo của em, nhắn cho em mua, thu mua tại chỗ luôn nha anh. Em ví dụ em bận quá em đi được thì em cho lính em đây à, đến tới nhà trực tiếp coi và mua anh em. Anh em ơi em được vậy tại do chưa câu bình anh em nhé. Rồi anh em nào thấy phù hợp thì cứ liên hệ, chứ đẹp lắm anh em ơi, đẹp tê người.